Sự biến đổi của âm dương tạo nên những thay đổi của vạn vật. Sự chuyển hóa của động tĩnh làm nên tốt xấu của muôn loài. Trên là khí dương, thiên khí. Dưới là khí âm, địa khí. Khí trường của con người là nhân khí. Thiên, địa, nhân, vạn vật, vạn sự. Trong cái sự vận động mọi mặt của chúng ta trong đời sống, có những lúc chúng ta thu được những kết quả tốt, có những lúc chúng ta không bằng lòng với những cái công việc của mình. Ở đây nó cũng không còn là năng lực, nhận thức, mà đôi khi nó là những điều mà chúng ta không nhận biết được. Chúng ta luôn luôn tự hỏi mình, còn một điều gì nữa có liên quan đến những cái mục đích, những cái công việc khi mình không toại nguyện. Và chính đó là những vấn đề mà người Á Đông, bất kỳ một cái giai đoạn lịch sử nào, người ta cũng đều cái chiêm ngẫm cho mình. Và họ tìm ra những cái cách giải quyết theo những cái cảm nhận riêng mà được chọn lọc từ cái thực tiễn đời sống. Dạ vâng thưa ông, trong cái cuộc sống thực tiễn hàng ngày thì cái chuyện may rủi gặp phải đó là những cái chuyện thường tình. Vâng. Vậy thì nếu như mà chúng ta gặp phải cái điều xui xẻo thì làm cái cách nào để khắc phục nó thưa ông? Tôi cũng cứ thường có cái bè bạn mà khi gặp những cái điều không bằng lòng thì hay hỏi mình. Trước tiên nó là những cái lời động viên đã, những cái giải bày với nhau, giải phóng với nhau về mặt tâm lý. Rồi tôi cũng kể chuyện với các bạn mình về cái cách rằng ngày xưa ông cha mình trong mọi các cái phương diện thì người ta phải làm gì. Từ chiến tranh, dẫn quân, chinh phạt, giữ nước, bảo vệ nước, cho đến vấn đề kiến tạo các cái làng ấp, xóm, xã của mình cho nó phát triển. Rồi đến cá nhân, giao dịch, làm ăn, quan hệ bè bạn. Có cái người bạn thân mà đang chơi với nhau rất là tốt, do một cái lý do nó cũng chẳng đâu vào đâu cả, dẫn đến cái xung đột. Ngoài cái việc các văn hóa sống với nhau, người ta phải làm gì? Thì tôi nói thực ra nó là những cái rất là muôn hình vạn trạng của mọi chuyện. Nhưng sẽ có một cái tiên quyết rằng trong bất kỳ một cái sự kiện mà mang tính không có lợi thì trong ngày, bằng kinh nghiệm của tôi, việc đầu tiên là phải về thay toàn bộ tất cả quần áo chúng ta đang mặc. Nếu như tôi đang mặc toàn bộ cái đồ đen, tôi sẽ mặc màu trắng. Là cái bước đầu tiên. Tôi đang xung đột nặng với những người thân của tôi. Trước một vấn đề, tôi xin phép có thể hoãn sang một vài tiếng sau tôi trao đổi. Và lần xuất hiện thứ hai, tôi đang mặc cái áo màu này, tôi có thể đổi sang màu sáng và ngược lại. Đây cũng là một, nếu mà bàn về mặt hình ảnh, thì khi chúng ta tiếp xúc với nhau, thấy tôi không còn là cái cuộc mâu thuẫn buổi sáng nữa, thì cái trực cảm bằng cái cảm quan, nó đã làm giảm nhẹ các cái đối kháng vô hình. Đấy là thực tế. Thế nhưng còn một yếu tố nữa, lại quay trở lại cái học thuyết, cái thông tin tín hiệu. Tức là các tín hiệu này đã đang nằm đảo nghịch các cái trường nhân khí và dẫn đến cái sự hòa hợp. Vâng, từ xung đột đến hòa hợp. Vâng. Vâng. Và tất cả vạn vật cũng vậy. Thực ra thì trong các cái chuyên đề này là một chuyên đề rộng. Một cái ngôi nhà mà trong nhà đang bất an. Tôi biết rằng khí nhà này là đang thịnh của dương mà âm không cân bằng. Người ta phải thiết lập cái sự cân bằng âm dương vào thì cái nhà đó, các cái mâu thuẫn sẽ được giảm xuống. Nhưng nếu thấy một cái nhà mà cái tốc độ phát triển của họ rất chậm, con người rất là ề à, khi bàn về một việc gì đó không quyết đoán, thì người ta biết rằng khí âm ở đây đang rất mạnh mà cần phải giải quyết cái khí dương mang tính cân bằng. Còn cái khí dương như thế nào thì căn cứ theo tọa hướng, ngũ hành, hình dáng, thế của ngôi nhà đó để chúng ta xử lý. Vì thực ra thì trong suốt cả một thời gian rất dài vừa qua, tôi có đề cập đối với dân sinh cái cách để người ta thiết kế, xây dựng một cái nơi ăn để ở theo đúng các cái kinh nghiệm truyền thống, làm thế nào để đạt đến cái hiệu quả tốt nhất, rẻ nhất và đúng mức nhất
thì tôi đã có trình bày ở nhiều những cái tài liệu mà đã từng làm. Thế tuy nhiên rằng cái câu hỏi của chị thì cũng vừa rồi thì tôi cũng đã nói đó là cái mô hình mà thực ra thì đối với cái không phải tự nhiên trong cái bát trạch người ta có cái chữ thiên y, cái này liên quan trực tiếp đến cả những cái trang phục của chúng ta. Cho nên với tôi thực ra thì chị phải biết rằng không có một cuộc nghênh tiếp có tính quốc gia nào mà chúng ta tùy tiện ăn mặc thế nào thì ăn mặc. Vì cái đó không phải tự nhiên nó hình thành thành một tập tục, một nghi lễ. Các nghi lễ đó đều được sắp xếp bởi vì một cái tri thức rất là sâu sắc. Liên quan chặt chẽ. Vâng. Qua cái chia sẻ của ông ấy là một cái thông tin rất là hữu ích mà có thể tôi và những ai mà xem được chương trình này cho mình được một cái kinh nghiệm rằng là nếu như mà đi làm mà cái ngày hôm đó mà cái công việc quan trọng mà cảm thấy rằng là nó không ổn. Nếu như là tôi sẽ chui tọt về nhà, tôi tranh thủ tôi thay quần áo, hoặc là trong người kinh nghiệm sẽ phải mang theo một cái bộ trang phục khác nữa. Vâng. Thế còn nếu như hỏi với những cái người mà có cái điều kiện người ta dành nghiên cứu sâu hơn thì người ta sẽ làm chúng ta đồng thuận hóa lại được những nội dung việc thông qua các trang phục. Tôi nói ví dụ như khi chúng ta đang cãi nhau rất dữ dội về tranh chấp mà cái hàng rào đất của nhà hàng xóm thì người ta biết rằng cái nội dung đó là một cuộc tranh chấp thuộc thổ. Thế thì người ta sẽ tránh mặc những cái áo màu xanh bởi vì mộc khắc thổ, mặc vào rồi cãi nhau to. Thế thì người ta sẽ tìm những cái màu ví dụ như muốn thuận tiện cho mình thì họ mặc màu trắng về thổ sinh kim. Cái để mà tạo những cái đồng thuận hàng xóm láng giềng thì người ta mặc một cái tông tương ứng của thổ để lưỡng thổ thì nó dễ hòa hợp con người với con người. Thế họ muốn cho nó thỏa đáng mà mình bị bắt nạt chẳng hạn thì người ta sẽ dùng cái màu đỏ để hỏa thổ tương sinh nhau và cái nọ sinh cái kia thì hai bên thỏa đáng. Tức là chúng ta đang nói về một phần văn hóa cái tinh tế của các bậc tiền bối mà đã đặt để lại những cái kinh nghiệm mà trong các cái bất ổn trong đời sống thì người ta thường lựa chọn những cái văn hóa mà đang vận động xung quanh họ. Bởi vì một chặng dài của lịch sử con người tồn tại và phát triển thông qua các kinh nghiệm, mà các kinh nghiệm đó thì đều được xuất hiện từ cái thực tiễn mà ra. Còn những cái gì mà vẫn còn để lại cho tới bây giờ rõ ràng là dù nó không trở thành một hệ thống tri thức nhưng nó vẫn cứ mãi mãi lưu truyền như một cái văn hóa dân gian mà những người khi chú ý thì người ta đều dùng được những cái văn hóa này vào trong mọi mặt của cuộc sống mình. Dạ vâng thưa ông. Và tôi nghĩ rằng là đây nó đã trải qua bao nhiêu ngàn năm rồi thì nó có những cái liên đới thực tiễn và người ta đã rút ra rồi. Vâng. Vâng. Những cái thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn ông về những cái thông tin trên. Tôi muốn hỏi ông một cái vấn đề. Một năm thì thường có 4 mùa, hoặc là còn gọi là tứ thời. Vậy thì vì sao lại là như thế thưa ông? Tứ thời là một thuật ngữ để dành chỉ riêng các học thuật cho các cái nhà dự báo, đặc biệt là trong phong thủy học. Nếu như không nắm chắc được các cái khái quát về cái thuật ngữ để chỉ cái thời gian này thì nó sẽ hạn chế về cái phương pháp dự báo. Ví dụ tứ thời là gồm có 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông. Trong thuộc tính thì xuân, tôi nói rồi, xuân sinh, hạ trưởng, thu thì bế, mà đông thì tàng. Thuật ngữ này nói họ muốn biểu trưng cái gì? Một ví dụ cụ thể, khi mà chúng ta bắt đầu kiến trúc một cái sự kiện thì cái thuộc tính của mùa xuân, của thuộc mộc là một thuộc tính quan trọng để xét việc. Nhưng mà khi mà chúng ta cần phải bế mạc một sự kiện thì thuộc tính của mùa đông là một thuộc tính quan trọng để căn cứ theo thuộc tính đó để người ta xét. Thế thì từ những cái chi tiết đó thì cái thuộc tính trong cái tứ thời nó quan trọng đến mức mà người ta đặt tên của 4 vị trí này có thể gọi là tứ linh, có thể trong tín ngưỡng có thể gọi là tứ đại thiên vương, tức là ông vua để coi trọng từ mùa một, vương mà. Thế còn cái vị trí mà cái vương là cái chức vị thứ hai sau ông vua là vị trí trung tâm rồi. Do vậy mà tứ thời không chỉ bao gồm cái mùa mà nghĩa của nó còn rộng. Ví dụ nói trong nhân sự mà con trai thì người ta gọi là cái cung chấn là mùa xuân. Thế mà nói về con gái thì là cung ly hoặc là cung đoài là những ví dụ.
tức là trong các cái thông tin mở rộng nó có ẩn chứa ở đấy hàng rất nhiều các thông tin nằm ở trong cái chữ tứ thời. Và tổng kết, tứ thời là một thuật ngữ quan trọng để dành cho các nhà nghiên cứu khi xét đoán các phương pháp dự báo bằng khoa học cổ. Nó bao hàm rất là rộng chứ cũng không hẳn là chỉ tứ thời cái tên thuật ngữ để gọi của bốn mùa xuân hạ thu đông. Dạ, vâng. Đúng ạ. Những cái thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn ông. Chúc sức khỏe ông. Dạ.